trong danh sách 300 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả của châu Á do tạp chí tài chính hàng đầu Nhật Bản là Nikkei công bố, Vinamilk là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất lọt vào top 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách này. Asia 300 là danh sách tổng hợp các công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả và có giá trị nhất châu Á. Nikkei đã phân tích và đánh giá 327 công ty lớn nhất của 11 nền kinh tế trong khu vực dựa trên 4 tiêu chí: mức độ tăng trưởng, khả năng sinh lời, hiệu quả và tính lành mạnh về tài chính. Đội ngũ chuyên gia đánh giá của Nikkei dựa trên các số liệu trong năm tài chính gần đây nhất, sau đó tiến hành đánh giá, phân tích dựa trên các tiêu chí. Vì vậy, bảng xếp hạng này đánh giá toàn diện về sức mạnh tổng thể của một doanh nghiệp. Từ vị trí thứ 20 trong năm 2016, Vinamilk đã vươn lên xếp vị trí thứ 8 trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất châu Á, cùng với nhiều tên tuổi lớn như Alibaba và tập đoàn Tencent. Ngoài Vinamilk, Việt, Việt Nam còn có 4 doanh nghiệp khác có mặt trong danh sách 300 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả của châu Á, gồm có Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Việt Công Băng, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FPT và Tổng công ty khí Việt Nam Petro Việt Nam Gas.